Mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ ở cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Nó đi hơn 160 km trong đêm để tìm chủ. Một con chó giống Border Terrier đi quãng đường 163 km trong một đêm để tìm chủ sau khi những người này gửi nó cho bạn bè để đi nghỉ ở nước ngoài. Chó Lucky, 14 tuổi, sống cùng gia đình Jennifer Wagner ở bên miền Tây Thụy Sĩ. Gia đình Wagner hôm 30 tháng 7 gửi Lucky tới nhà một người bạn để đi nghỉ ở Đức. Tuy nhiên, Lucky dường như không chịu được cảnh phải xa chủ. Nó thoát khỏi chuồng tối 30 tháng 7. Chạy về hướng Tây và được phát hiện sáng hôm sau gần hồ Geneva, hồ nước ngọt lớn nhất Tây Âu, cách điểm xuất phát 163 km, truyền thông địa phương đưa tin ngày 4 tháng 8. Một người dân ở ngoại ô Geneva trông thấy Lucky và gọi điện báo cảnh sát. Lucky được gắn chip nên cảnh sát nhanh chóng tìm ra chủ của nó, những người đang sốt ruột chờ đợi tin tức ở Berlin. Lucky dường như không bị thương trong suốt hành trình. Có lỗ hở ở chuồng chó nên nó đã thoát được ra ngoài, chủ của Lucky cho hay. Tôi cảm thấy may mắn vì nó vẫn khỏe mạnh, không bị thương, chúng tôi đã vô cùng sợ hãi. Quãng đường Lucky đi trong đêm tương ứng 2 tiếng rưỡi lái xe và được cho là kỳ tích đối với con chó cái đã lớn tuổi này. Con vật trông mệt mỏi khi được phát hiện. Wagner nghĩ rằng chó của cô đã được giúp đỡ trong hành trình. Lucky rất dễ gần nên cô tin rằng ai đó đã chở nó đến Zero. Tôi không nghĩ nó đã chạy bộ suốt quãng đường 160 km. Điều đó là không thể đối với một con chó trong thời gian ngắn như vậy, Wagner nói. Urina nói chiến hạm Nga hư hại vì xuồng tự sát. Các nguồn tin Urina cho biết xuồng tự sát của nước này tấn công và làm tàu đổ bộ Olenovsky Goniat của Nga hư hại nghiêm trọng. Tàu hải quân cỡ lớn Olenovsky Goniat bị đánh trúng. Hậu quả là tàu Nga bị hư hại nghiêm trọng và không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một nguồn tin Urina ngày 4 tháng 8 tuyên bố, người này cho biết tàu đổ bộ Olenogorsky Goniat bị xuồng tự sát mang theo 450 kg thuốc nổ tấn công khi đang chở theo 100 người. Một nguồn tin tình báo Urina cũng đưa ra thông tin tương tự, cho biết vụ tập kích là chiến dịch phối hợp của cơ quan an ninh Urina SBU và hải quân nước này. Một nguồn tin khác cho biết chiến hạm cỡ lớn của Nga được kéo về cảng do không thể tự di chuyển vì hư hại sau vụ tập kích. Video xuất hiện trên mạng xã hội cùng ngày với góc quay dường như từ xuồng tự sát cho thấy phương tiện tiếp cận chiến hạm cỡ lớn rồi lao vào mạn trái con tàu. Một video khác quay cảnh chiến hạm cỡ lớn bị nghiêng về phía mạn trái và được các tàu kéo lai dắt trên biển. Bộ phòng Nga chưa công bố thiệt hại liên quan đến chiến hạm hoặc nhân sự sau vụ tập kích nhằm vào quân cảng Novorossiysk. Cơ quan này thông báo lực lượng vũ trang Urina tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk bằng hai xuồng không người lái. Các chiến hạm Nga bảo vệ quân cảng phát hiện những chiếc xuồng không người lái này và dùng vũ khí thông thường tiêu diệt chúng, theo bộ phòng Nga. Novorossiysk là một trong những cảng lớn nhất ven Biển Đen, chủ yếu xuất khẩu dầu khí và các sản phẩm liên quan. Lượng dầu mỏ của Nga và Kazakhstan xuất khẩu qua cảng Novorossiysk trung bình khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày, chiếm 2% nguồn cung toàn cầu. Liên đoàn đường ống Caspian, doanh nghiệp phụ trách bơm dầu lên tàu ở cảng Novorossiysk cho biết hạ tầng của họ không bị hư hại sau vụ tập kích và hoạt động chuyển hàng vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, giới chức địa phương cấm tàu hàng di chuyển sau vụ tập kích cảng Novorossiysk để đảm bảo an toàn. Căng thẳng tại khu vực Biển Đen leo thang sau vụ tập kích nhằm vào cầu Crimea ngày 7 tháng 7 và Nga tuyên bố rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Lực lượng Nga sau đó mở nhiều đợt tập kích nhằm vào các thành phố cảng của Urina nhằm phá hủy xưởng chế tạo và kho chứa xuồng không người lái của đối phương. Chiến hạm Nga hoạt động trên Biển Đen gần đây thường xuyên bị xuồng tự sát tập kích. Bộ phòng Nga ngày 2 tháng 8 cáo buộc Urina dùng xuồng tự sát tấn công chiến hạm nước này đang hộ tống tàu dân sự ở khu vực Tây Nam Biển Đen. Cơ quan này cho biết chiến hạm Nga phát hiện và hóa hủy phương tiện nói trên. Tin tiếp theo, Triều Tiên yêu cầu Mỹ ngừng chia sẻ hạt nhân. Bình Nhưỡng kêu gọi Washington ngừng chia sẻ hạt nhân cho các đồng minh, đồng thời tuyên bố Triều Tiên là quốc gia hạt nhân có trách nhiệm.
Cộng đồng quốc tế phải lên án mối đe dọa nguy hiểm của việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các hành động bất hợp pháp của Mỹ như phổ biến vũ khí hạt nhân. Các nước phải lập tức thực hiện biện pháp thiết thực để đảm bảo hòa bình toàn cầu. KCNA ngày 5 tháng 8 dẫn tuyên bố của Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc. Phái đoàn Triều Tiên cho rằng Mỹ là mối đe dọa với hòa bình, an ninh quốc tế cũng như hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sau khi lập liên minh AUKUS và tổ chức nhóm tham vấn hạt nhân NCG giữa Washington và Seoul, nước này kêu gọi Mỹ ngừng chia sẻ công nghệ hạt nhân, cũng như ngừng tăng cường khả năng răn đe mở rộng, đồng thời khẳng định Triều Tiên là quốc gia hạt nhân có trách nhiệm. Lực lượng hạt nhân Triều Tiên sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa đối với những quốc gia tôn trọng chủ quyền và lợi ích quân ninh của chúng tôi. Các bên ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT không nên chất vấn Triều Tiên khi thực thi quyền chủ quyền của mình, vì Triều Tiên đã rút khỏi NPT cách đây 20 năm, phái đoàn nhấn mạnh. AUKUS là thỏa thuận liên minh giữa Mỹ, Anh và Australia, trong đó Australia sẽ mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Venezia do Mỹ chế tạo với số lượng tối đa 5 chiếc. Australia dự kiến chi gần 250 tỷ USD cho chương trình này. Nhóm tham vấn hạt nhân NCG được thành lập hồi tháng 4 sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Washington. Thông qua NCG, Mỹ và Hàn Quốc sẽ chia sẻ thông tin về các hoạt động vũ khí hạt nhân và cùng nhau thảo luận kế hoạch cũng như chiến lược. Trung Quốc và Triều Tiên cho rằng việc thành lập nhóm này làm gia tăng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng lên án NCG vì nhóm thảo luận công khai về việc sử dụng vũ khí hạt nhân và cảnh báo phản đối các kế hoạch của Mỹ Hàn nhằm tăng cường phô trương lực lượng quân sự, trong đó có khí tài chiến lược như tàu sân bay, máy bay ném bom và tàu ngầm Mỹ ở khu vực. Bản tin thứ tư, Ukraine tuyên bố chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga. Quan chức Ukraine cho biết lực lượng nước này chọc thủng phòng tuyến thứ nhất của Nga và đang tiến vào phòng tuyến thứ hai sau 2 tháng phản công. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày 4 tháng 8 cho biết lực lượng Ukraine đạt được một số bước tiến ở chiến trường miền Nam, dù công sự và lô cốt bê tông của Nga ở khu vực này cản trở quá trình hành tiến của họ. Lực lượng chúng tôi ở miền Nam đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên ở một số nơi và tiến sang tuyến ở giữa, Thứ trưởng Malia nói. Quân đội Nga xây dựng 3 tuyến phòng thủ ở miền Nam Ukraine, mỗi tuyến cách nhau 10 đến 20 km với số vật cản, công sự tăng dần. Bà Malia tuyên bố quân đội Ukraine đang chậm rãi và kiên trì tiến lên ở miền Nam Bắc Mun, trong khi lực lượng Nga tấn công ở khu vực phía bắc thành phố. Phần lớn lực lượng Nga đang tập trung gần Kubyansk thuộc tỉnh Kharkov, khi họ tìm cách giành lại những vùng lãnh thổ mà quân đội Ukraine tái kiểm soát vào mùa thu năm ngoái, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết. Quân đội Nga đang đưa lực lượng dự bị gồm các đơn vị chuyên nghiệp tới chiến trường ở miền Đông và miền Nam. Chúng tôi thấy Nga tung các đơn vị đổ bộ đường không xung kích ra trận tại những nơi này, Thứ trưởng Malia nói, đồng thời nhận định giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở thành phố Andepka và Mariinka thuộc tỉnh Donetsk. Ukraine phát động chiến dịch phản công vào đầu tháng 6, đưa nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây ra chiến trường. Kiev nhiều lần tuyên bố đã thành công một phần trong đợt phản công, cũng như cho biết đã tái kiểm soát hơn 200 km vuông lãnh thổ. Tuy nhiên, nước này hứng nhiều tổn thất về binh sĩ và phương tiện chiến đấu hạng nặng khi tìm cách xuyên thủng phòng tuyến kiên cố của Nga. Giới chức Ukraine cho biết chiến dịch phản công có thể kéo dài và khó khăn, đồng thời kêu gọi đồng minh phương Tây viện trợ thêm vũ khí. Bộ phòng Nga ngày 4 tháng 8 thông báo quân đội Ukraine thiệt hại hơn 43.000 binh sĩ và 4.900 phương tiện chiến đấu sau 2 tháng phản công. Theo các quan chức cùng chuyên gia Mỹ và phương Tây, Ukraine đã thay đổi cách đánh do nhận thấy tổn thất quá lớn sau tháng phản công theo chiến thuật xung kích của NATO. Các đơn vị Ukraine giờ đây tăng cường tập kích bằng pháo và tên lửa để bào mòn phòng tuyến Nga, cũng như triển khai công binh dò mìn để bộ binh áp sát trận địa đối phương. Bộ phòng Anh ngày 3 tháng 8 nhận định các bụi cây và cỏ dại mọc trên chiến trường ở miền Nam Ukraine nhiều khả năng là một trong những yếu tố khiến đợt phản công diễn ra chậm. Theo cơ quan này, lớp cỏ cây dày đặc giúp Nga ngụy trang công sự phòng thủ và gây khó cho nỗ lực rà phá mìn của lính Ukraine. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà.
Và bây giờ để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Kim bài có thể giúp ông Trump thoát ngồi tù nếu bị kết tội. Chính sách được mật vụ bảo vệ trọn đời có thể là kim bài để cựu tổng thống Trump không phải ngồi tù, ngay cả khi bị tuyên có tội trong 3 vụ án. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 8 gửi thông báo tới tòa sơ thẩm liên bang tại Florida, tuyên bố không nhận tội với 3 cáo buộc mới trong vụ tài liệu mật tại dinh thự Mar-a-Lago. Ông dự kiến ra tòa tại Florida vào tháng 5 năm 2024 với tổng cộng 6 cáo buộc về lưu giữ trái phép hồ sơ mật và cản trở công lý. Ông cũng phải ra tòa tại Manhattan, New York vào tháng 3 năm 2024 trong vụ truy tố khác liên quan 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền, ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cựu tổng thống cũng sẽ bị xét xử tại tòa án liên bang ở Washington với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Trong thư gây quỹ hôm 2 tháng 8, Trump cho hay nếu bị tuyên có tội với các cáo buộc trên, ông sẽ đối mặt với án tù tổng cộng 561 năm. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, ngay cả khi bị tuyên có tội tại tòa, ông Trump có thể không phải ngồi tù ngày nào, do điều luật quy định các cựu tổng thống Mỹ được sở mật vụ bảo vệ trọn đời. Đây là chính sách được áp dụng với các cựu tổng thống Mỹ kể từ năm 1965. Chỉ có cựu tổng thống Richard M. Nixon từ bỏ đặc quyền này nhằm tiết kiệm chi phí cho chính quyền 11 năm sau khi ông từ chức. Nếu ông Trump bị kết án và không từ bỏ đặc quyền này, giới chức Mỹ sẽ phải đối mặt câu hỏi phức tạp về mặt chính trị và hậu cần liên quan đến việc liệu các nhân viên mật vụ có nên được cử vào nhà tù để bảo vệ cựu tổng thống hay tìm giải pháp khác để hạn chế quyền tự do của ông như quản thúc tại gia thay vì kết án tù. Mary Scott, trợ lý bộ trưởng tư pháp Mỹ về an ninh quốc gia trong chính quyền tổng thống Barack Obama cho hay ông Trump đã đặt ra những thách thức chưa từng có với bộ tư pháp. Việc đưa ra hình phạt với một cựu tổng thống được sở mật vụ bảo vệ đòi hỏi các cuộc thảo luận sâu rộng và điều chỉnh quy định. Bởi nếu ông Trump phải ngồi sau song sắt, đây thật sự sẽ là gánh nặng lớn đối với hệ thống nhà tù. Câu hỏi cũng là vấn đề hóc búa tại chính sở mật vụ Mỹ. Khi được hỏi liệu một cựu tổng thống có tiếp tục được bảo vệ khi ngồi tù hay không, người phát ngôn của cơ quan Anthony Guglielmi cho biết họ không thể bình luận hay phản hồi vì hiện tại không có chính sách hay quy định nào như vậy. Các nhân viên sở mật vụ nói rằng khi luật chưa thay đổi, sở mật vụ vẫn sẽ phải đảm bảo biện pháp bảo vệ 24/7 nếu ông Trump phải ngồi tù. Họ nhiều khả năng vẫn duy trì 3 ca trực mỗi ngày, với ít nhất một trong hai đặc vụ bảo vệ cựu tổng thống ở cự ly gần, ngay cả trong nhà tù. Trừ khi luật thay đổi hoặc cựu tổng thống từ bỏ được quyền được bảo vệ, nếu không, sở mật vụ có lẽ vẫn phải duy trì đội ngũ bảo đảm an toàn cho cựu tổng thống theo thông lệ lâu nay. Jonathan Woodbrook, cựu nhân viên mật vụ thiện là giám đốc điều hành công ty tư vấn truyền thông Stanerick nói, việc cử mật vụ vào nhà tù bảo vệ cựu tổng thống sẽ đặt ra nhiều vấn đề về cách thức phối hợp với giới quản lý trại giam, nhằm đảm bảo không phát sinh xung đột về nhiệm vụ hoặc cách họ xử lý các trường hợp khẩn cấp, cũng như hoạt động di chuyển thông thường của cựu tổng thống trong nhà tù. Khi đó, sở mật vụ có thể phối hợp với cục quản lý nhà tù thi hành biện pháp giám sát và bảo vệ ông Trump tại tư gia như ở câu lạc bộ golf, bếp Minter của ông, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hay bất cứ nơi nào khác. Ông Trump có phải ngồi tù hay không? Về lý thuyết là có, nhưng về mặt thực tiễn thì không, cựu công tố viên Rosenberg nhận định. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông thông báo phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình đăng và cho video ra video mới nhất nhé cả nhà. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng tròn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trên kênh và ở trong và ngoài nước luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong tin tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.